Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển ra bến tàu Sa Pan Taskin, xong sau đó mình sẽ đi tàu bớt bớt trên sông tới Icon Siam nha mọi người. Thì trước khi mình di chuyển thì mình thấy ở gần khách sạn mình có cái chỗ bán thịt nè, nhìn cũng hấp dẫn đó. Ở đây nó người ta sẽ bán theo dạng một phần là 50 bạc hoặc là 100 bạc. Giờ mình sẽ gọi phần 50 bạc ăn thử nha. 50 bạc. 50 bạc. Dạ. Cái này giống như là thịt heo nướng vậy. Bên đây giống như là lòng hả ta? Heo nướng xong để thôi, cái bên này là lòng. Này có hai loại sốt. What is this? What is one? Không hiểu. No, no, no. Người ta không có rành tiếng Anh cho lắm. Này là để dùng cho hải sản như sao á. Còn cái này là cái sốt gì mình không biết. Thịt sẽ ăn kèm với một chút ít dưa leo nè. Đây, phần ăn của mình đấy, 50 bạc. Rồi đây là phần thịt nướng, nói chung mình cũng chả biết tiếng Thái nó là cái gì nhưng mà ăn thử nha mọi người. Mời mọi người ăn. Thịt mềm, nó không có đậm lạ lắm, ăn vừa tới thôi mọi người. Ăn với lại cái sốt Thái, sốt này người ta gọi là sốt hải sản, nó cay cay thơm cũng ok đấy, ăn chơi chơi cũng ổn. Mình cũng hơi đói rồi, bây giờ ăn một chút rồi quanh kia xem mấy kênh này mình ăn tiếp ha. Ăn thịt nướng xong rồi giờ chuyển qua uống trà sữa nha mọi người. Rồi quanh đây cho mọi người coi cái ly này nha. Cái ly này thì giá là 30 bạc nè, ly lớn thì 40 bạc. Đây mấy cái sữa để làm trà sữa Thái nè. Đó. Đây anh sẽ làm trà sữa đây. Đấy, ăn uống sặc mặt luôn. Ăn xong về Việt Nam mà lăn luôn á. Trà bá lửa luôn, 30 bạc là như 7 x 3 21 ngàn nha, 21 ngàn nha các bạn. Rồi và đây là ly chạy thửa. Rồi cameraman uống rồi nha mọi người, trong lúc nghe điện thoại uống luôn rồi, mời mọi người uống. Hơi ngọt chút xíu, mà chút xíu thôi, uống nó rất là béo thơm. Trà sữa Thái uống tại Thái rất là ngon nha mọi người. Okay. Rồi đồ nướng nè, thịt nướng, bò viên, mề, mề phao câu, thịt nướng, hóc mít, thanh bạc 10 bạc một cây, mấy cây, mề, mấy cây, một cây mề một cái này hả? Cái này là gì? Da. Da, cái này là da gà nướng nha mọi người, da gà nè. Ở bên đây là thịt gà, anh bên kia cánh gà với lại mề, ở trên đây có phao câu nữa, bên hướng bên này thì có cá viên, ở bò viên, xúc xích. Đây có mực, nhìn không có ngon lắm nên không mua mực, mình sẽ mua một cây mề với lại một cây da gà. Rất là thích ăn da gà luôn mọi người. Ở bên đây có gan nữa nè. Gan. Tất cả các món ở đây đều là 10 bạc một cây nha mọi người. Nhìn hấp dẫn không? Trời ơi. À đây nha mọi người. Da gà, nhìn nó hấp dẫn quá. Ở trong đây là có bỏ sốt rồi nè. Nhìn nó nước nước nướng là sốt nha mọi người, rất là nhiều ớt luôn á. Thơm mùi tỏi luôn á. Béo. Ngon. Đậm đà lắm, đúng không? Đoàn của Thám này nó cũng đậm đà. Ngon nha. Trời, chắc tôi chết với đồ ăn ở đây quá. Rồi cái cây này nó ớt nè. Ở da gà luôn á. Ngon.
ngon quá à. Thấy không? Mì gà nó giòn mà nó rất là thấm gia vị. Ăn rất là sướng nè. Ngon nha mọi người. Nếu mà mọi người có vô tình bắt gặp cái chỗ này thì nhớ ăn nha. Nên ăn. Rồi bây giờ mình đang ở trạm Ratcha Theo Quy nha các bạn. Đáng lý là hồi nãy mình phải đi về Ratcha Theo Quy là gần khách sạn mình hơn, mà mình lại tự nhiên trong đầu mình lại cái xuất phát là đi về Ba Gia Thái hoài. Đây Ratcha Theo Quy đây ha. Tự nhiên cái vô Ratcha Theo Quy, đang đứng ở Ratcha Theo Quy rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi tới mình cần phải đi tới cái trạm đâu rồi? Saphanthakin. Đây Saphanthakin. Saphanthakin. Đọc hơi khó. Thì bây giờ mình sẽ phải đi tới trạm. Bây giờ mình đi thẳng tới đây được không ta? Được luôn. Mình đi được luôn. Ok, vậy thì mình tới thẳng Saphanthakin. Rồi. 2 vé 40 bỏ vô. 80. 2 vé 80 nha mọi người, lộn. 1 vé 40. Để lấy mở cái chiều tầm giờ này là 5-6 giờ chiều á, thì ở Bangkok rất là kẹt xe luôn. Thì cái phương tiện mà mình khuyến khích các bạn nên đi là tàu điện. Sẽ không phải bị kẹt xe nhưng nó hơi đông một chút xíu, sẽ không có chỗ ngồi, nhưng mà ít ra là cũng sẽ đi nhanh hơn là đi taxi. Bây giờ mình sẽ ngồi đây đợi một chút xíu cho tàu tới mình lên thôi. Rồi mình mới vừa xuống khỏi cái tàu đó, bây giờ mình sẽ đi qua bên đối diện luôn để đi cái tàu hướng về Ban Qua. Thì trên cái tàu hướng về Ban Qua này sẽ có cái trạm Saphan Phát Xỉn nha. Mình sẽ xuống ở trạm đó. Bây giờ là buổi chiều á, mọi người thấy rất là đông người không? Và cái trạm này là cái trạm chính, trạm trung tâm luôn, cực kỳ đông luôn á. Cái bây giờ mình tới cái trạm Saphan Thạ Xỉn rồi nha. Mình sẽ đi theo cái hướng SS số 2 nè, để tới bến tàu bus, cái gì thuyền bus trên sông á các bạn, giống như cái water bus ở Việt Nam á. Ở đây nó có lối thoát số 1 và số 2, thì mọi người nhớ đi theo cái lối thoát số 2 nha. Rồi đây, ở đây có những cái biển chỉ dẫn nè, lối đi qua bến tàu. Mình cứ đi theo cái biển chỉ dẫn thôi. I want go to I can see up. I can walk inside. Okay, thank you. Rồi đi hướng này. Nó kêu đi lên trên đây, bà kêu đi trên đây. I can see up. Yeah. Rồi đi I can see up có tàu riêng luôn hả ta? Nghe dở. Có tàu riêng luôn. Đây, I can see up. I can see him. Yeah, yeah. Okay, thank you. Yeah, okay. Rồi bây giờ mình sẽ đợi ở khu vực này nha. Không có tốn tiền vé luôn, miễn phí. Đây. Giờ hoạt động là từ 9 giờ sáng cho tới 23 giờ đêm. Và hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Okay. Bắt đầu đi từ cái trạm Sa Thọn. Tức là cái trạm này nè, trạm này tên là Sa Thọn nè nha. Thì sẽ đi tới Ai Cần Sa Ạm luôn. Rồi bây giờ mình lên tàu nha các bạn. Đây cái tàu này đây. Nãy giờ đợi cũng hơi lâu á. Đúng là miễn phí nên đợi cũng hơi lâu hơn bình thường. Nhìn cái vẻ mát đây. Rồi kiếm cái chỗ ngồi thôi. Đây đi. Đó. Rất là đông người nha. Tàu bắt đầu di chuyển rồi nha mọi người. Nói chung là trên cái sông này, hai bên sông nó toàn là những khách sạn lớn thôi. Nhìn rất là sang luôn đó. Đó. Là khách sạn lớn luôn ha. Và hầu hết những khách sạn này đều có thuyền chở khách đi lại trên sông luôn. Cái nhìn tòa nhà kia to ghê, ở trên đỉnh nó có một cái giống như cái lâu đài vậy mọi người. Cái khách sạn này nó có những cái nhà ăn ở phía ngoài này nhìn nó đẹp ghê, rất là sang luôn á. Bên này cũng là khách sạn rất là nhiều.
Thì mình nghĩ là cái trải nghiệm đi tàu trên sông Chao Raya này là một cái trải nghiệm mà các bạn nên thử một lần. Cái sông này là lớn nhất Bangkok luôn nên mà mình không đi thì cũng hơi uổng á. Phía trước là Icon Siam nhưng mọi người rất là hoành tráng luôn á. Như buổi chiều nay có nhạc nước nữa nè. Mình tới cũng đúng lúc nè. Đang có nhạc nước và mọi người đang xem rất là đông luôn. Rồi đây Icon Siam nha mọi người. Ở phía ngoài này rất là to và bự luôn á. Ở bên này thấy có Jumbo Seafood nữa nè. Rồi nhạc nước thì bên này. Nhiều người đang xem nhạc nước quá trời nè. Không phải là nhạc nước mà chỉ là nước và ánh sáng thôi. Cũng không có nhạc hoành tráng gì đâu. Kiểu là nó sẽ có màu sắc nhiều nhiều nên là người ta cũng thích đó. Mọi người xem. Rất là đông người tụ tập ở đây chụp hình nè, xem nhạc nước nha. Chán quá, đây là lần đầu tiên mình đi Icon Siam luôn á. Mấy năm trước mình đi thì chưa có, sau này mới có thôi. Rồi đây là bên trong của Icon Siam nè mọi người. Trời nó lộng lẫy và nó hoành tráng sao luôn á. Trang trí rất là hoa lá cành luôn nha mọi người. Trời ơi, kiểu dạng là giống như một cái vườn hoa ở trong đây luôn. Mấy cái cây này là thiệt thì cái giả vậy, như thiệt hết luôn á, cây thật. Ủa có cái cây ăn thịt kìa, có cái thầy ăn thịt ruồi kìa, thấy vậy, nó thiệt hay cái giả vậy trời. Giờ mình sẽ đi một vòng xem ở trong đây có gì nào. Tất nhiên là trong đây sẽ có rất là nhiều thương hiệu thời trang cao cấp và cả bình dân luôn, bình dân kiểu như Nike, Adidas được này nọ mọi người. Và cái đó là ở nước ngoài là bình dân rồi, còn về Việt Nam thì mình là thành xa xỉ nha. Này mọi người thấy cái tiệm cà phê trước mắt không, rất là to bự luôn, nhìn cực kỳ đẹp luôn nha. Nó coi như là nó nằm ở cái khu vực giữa của tòa nhà, rất là nhiều món, dao động từ mắc nhất là 195 hả? 200, có 200 luôn. Cái bàn order cũng rất là đơn giản luôn mọi người, cực kỳ tối giản. Ở trong kia là những cái máy rang cà phê nè. Ở đây nó làm không gian mở hết luôn cho mọi người có thể thấy được là cà phê ở đây nó rang xay như thế nào. Rồi ở bên đây là cái máy để đánh bọt sữa, cái máy xay cà phê rất là thơm luôn đó mọi người. Đó, đẹp quá trời luôn cái máy. À, khu vực đóng gói bên này luôn. Mấy cái vỏ rất là đơn giản nhưng mà ở đây nó hơi bụi nha, chắc là sẽ lấy cái khác cho mình. Nếu mà mình có mua cái vỏ mình cũng ok, vì nó đơn giản thôi nhưng mà cảm giác là mình muốn mua luôn á. Cái giá của nó khá là đắt nha mọi người, rất là đắt. Đây mấy cái ly. Đi nước mình đã gọi nè. Đây là cái logo thương hiệu ha, cái dấu phần trăm nè. Bên này là tên là phần trăm Arabica. Còn cái ly nè, ly này giống như là soda ăn chăm ấy mà. Đây mình nét, mình siêu uống thử. Rồi bây giờ mình sẽ uống thử cà phê nha. Thì mình không có uống được cà phê nặng mọi người. Mình sẽ bị hơi bị mệt tim á, nên mình sẽ kêu có loại nhẹ nhẹ thôi. Có loại mình gọi là Yoto Latte. Nãy cái bạn đó nói là nó sẽ hơi ngọt một xíu và nó cà phê. Nó sẽ có cái họng hơi đắng một xíu, hơi ngọt ngọt thôi, nhưng là uống đúng kiểu là latte luôn. À, nó sẽ hơi không hợp với mình tại vì béo béo một xíu, mình thường hay uống với lại sữa béo mọi người, còn cái này thì nó chỉ là sữa tươi thôi ha. Chắc là bạn mình sẽ hợp với món này hơn. Surprise mà hơi lạc xíu nha mọi người. Đi trời nắng uống cái này thì nó là mát.
trí rất là đẹp, trang trí nói chung là cái design rất là tốt luôn á. Cái giá này bù lại cho chi phí trang trí và tất cả. Rồi dưới này là khu food court ở tầng tầng G nha mọi người. Trời đông quá. Ôi nhìn cái nồi rất là hấp dẫn nha mọi người. Mình sẽ gọi thịt và thêm một cái trứng nữa. Rồi đây là cái phần cơm của mình nha mọi người. Ở đây nó giống như là giò heo ha. Giò heo rồi cái trứng nè. Trứng này kêu riêng. Ở đây có một ít gì ta? Cải hả? Cải chua sao á? À bây giờ mình sẽ thử nha. Nhìn nó hấp dẫn quá mọi người ơi. Cái thịt nó hầm, nó hầm rất là nhừ luôn nha. Hầm mà mình cảm thấy giác như là cái trứng ấy, nó bị teo luôn đó mọi người. Nhà ăn thử cái miếng nha. Nó mềm mỡ tan trong miệng. Vừa ăn, ăn với cơm là vừa luôn nha mọi người. Nếu mà ăn không thì sẽ hơi mặn một chút. Thử cái miếng cải này nó có vị gì không. Cải chua nên nó sẽ hơi có vị hơi chua chua một chút ha. Chung là món này ăn ok nha. Sẽ chấm 8 điểm cho cái món này. À, cái phần này quá trời quá đất. Nhiều quá. Cái nào không biết đường về luôn không trời. Nhìn hấp dẫn quá trời luôn. Bên đây còn rất là nhiều chỗ bán đồ ăn nha mọi người ơi. Mọi người có đi vòng vòng ở đây là thấy rất là nhiều chỗ bán đồ ăn luôn. Đây món gì cũng có. Món gì cũng hấp dẫn hết. Rồi đây là cái hộp sơ sài nha, 100 bát nha mọi người. Nãy giờ đi một vòng có nhiều món quá mà không biết ăn món gì luôn. Mà sáng giờ vẫn chưa ăn sơ xoài nên nè, ghé mua sơ xoài luôn nè. Đây, giờ mình sẽ bỏ đậu xanh vô. Đậu xanh luôn hả ta? Vậy luôn hả? Có không? Đau quá không ăn. Đau quá không ăn không có nhớ thì mọi người mất trí nhớ rồi. Giờ đổ vô ăn thôi à. Rồi ok, giờ mình sẽ thử xem mà xoài ở đây bán như thế nào nha. Rồi ăn miếng xoài, miếng xoài luôn, rồi miếng nước dừa luôn, đủ luôn. Xoài ngọt, hơi chua thôi. Xoài thì rất là dẻo, cái cốt dừa làm rất là vừa ăn. Ngon, mình thấy ngon nha. 100 bạc, ok á. Hợp lý nha mọi người, món này hợp lý nha. Nó hợp lý. Nên ăn ngon quá. Bạn mình á, mình hơi overdose. Mà mình thấy ngon thiệt nha mọi người. Hồi nãy mưa quá nên là mình quyết định về khách sạn. Và bây giờ mình đã gọi một phần ăn do Grab giao tới. Bên đây người ta cũng không có ngại người nước ngoài nha các bạn, nên là đặt người ta giao luôn. Bây giờ là cũng là gần 12 giờ đó mà vẫn giao. Gần 12 giờ rồi mà vẫn giao nha. Và đây tiên tiền cái món mình muốn ăn bữa giờ là cá hồi với lại cái sốt. Sốt Thái hay sốt gì đó mình không biết. Thấy trong đây có sơ sơ, thấy có ngò gai nè, củ hành tím ha, và cá hồi. Còn đây là cái bịch sốt và một đống ớt với chanh. Ôi bây giờ mình sẽ đổ vô nha. Bây giờ mình bỏ cái tương này vô hay là gì? Cái tương, cái mùi với mùi tương. Tương nữa ta. Rồi, bỏ vô hết luôn. Đúng sau. Ủa nó không cho muỗng đũa hả? Rồi thấy bà nội luôn. Chi sệt. Rồi ăn bằng gì?
Rồi bây giờ mình trộn nó lên nè. Ôi nhìn cái màu và những con cá hồi, những miếng cá hồi chứ lộn. Rồi mình nãy mình có dắt miếng chanh vô rồi, mình sẽ trộn đều lên để nó không có bị chua. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử miếng nha mọi người. Cái mùi và ngò gai rất là thơm. Không biết là mình sẽ có yên ổn hơn tối nay không. Cá hồi rất là béo, ngọt, không có bị bở, là vẫn còn tươi ha. Cộng thêm với lại cái nước sốt nè, nước sốt và cái mùi hành nữa kết hợp vô nó át đi cái mùi kiểu dạng mùi tanh của hải sản á mọi người. Chung là món này ăn rất là lạ mà cảm thấy rất là cuốn nha, thích nha. Những cái người mà thích ăn cá hồi ăn món này vô chắc cũng sẽ bị ghiền quá. Đã hết rồi nha, gửi nha mọi người. Mọi người mà có qua đây thì nếu mà thấy được cái món này thì nhớ ăn thử nha. Nhưng mà đối với những bạn nào thích ăn đồ sống thôi nha, còn bạn nào không ăn được đồ sống thì đừng ăn nha. Ok, thì video ngày đầu tiên ở Thái Lan của mình đến đây là kết thúc. Bây giờ mình sẽ đi nghỉ ngơi đây, sáng ngày mai gặp lại các bạn nha.